theo thông báo của ủy ban châu âu các doanh nghiệp thuộc liên minh châu âu được phép thanh toán các hợp đồng mua khí đốt của nga bằng đồng rút mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của châu âu nhằm vào moscow Theo thông báo của Ủy ban châu Âu EC gửi tới các nước thành viên EU được công bố trực tuyến, các quy trình thanh toán bằng đồng rút theo quy định của Nga không nằm trong các lệnh trừng phạt của khối này đối với Moscow. Mặc dù vậy, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các thủ tục thanh toán theo yêu cầu xác lệnh của Nga hiện chưa rõ ràng. Tháng trước, Nga đã ban hành một nghị định đề xuất các đối tác mua năng lượng của mình mở tài khoản tại Gazprom Bank, nơi các thanh toán được thực hiện bằng đồng euro hoặc đô la Mỹ sẽ được chuyển đổi thành đồng rút. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, cho tới nay không có bất cứ thay đổi nào về thời gian biểu của Nga yêu cầu các công ty nước ngoài thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rút. Anh cũng đã quyết định cho phép thực hiện giao dịch với ngân hàng Gazprom Bank của Nga để thanh toán tiền khi mua khí đốt cho đến cuối tháng năm tới. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này cần 7 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế. Trước đó, thì Kiev ước tính con số này chỉ vào khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế tổng thống ukraine zelensky cho biết cuộc xung đột hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tảng kinh tế của ukraine gây thiệt hại cho hệ thống đường sắt kho lương thực dầu mỏ nhà máy lọc dầu IMF dự báo nền kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 35% trong năm nay, trong khi GDP của Nga giảm 8,5%. Tác động nặng nề của cuộc xung đột tại Ukraine cũng khiến cho IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức 3,6% trong năm 2022 và 2023. Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên hôm qua với việc Dow Jones mất 900 điểm, đánh dấu phiên đổ tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch xảy ra và là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Thị trường chứng khoán Mỹ thì đã bốc hơi hơn 2,5% giá trị trước hàng loạt những thông tin tiêu cực bổ vây. Chốt phiên giao dịch ngày 22 tháng 4 tại thị trường chứng khoán New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones bị thổi bay 2,82% giá trị đánh dấu ngày giao dịch có mức sụt giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 10 năm 2020. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 2,77%, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 2,55%. Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh do tâm lý lo ngại từ những số liệu kinh doanh kém hiệu quả của nhiều công ty. Khả năng ngân hàng dự trữ trung ương Mỹ Fed sẽ tăng mạnh lãi suất, tốc độ phục hồi kinh tế chậm lại do tác động từ các lệnh trừng phạt qua lại giữa Nga và phương Tây đến ảnh hưởng từ chính sách phong tỏa cho chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc. Sắc đỏ cũng bao trùm thị trường vàng và năng lượng. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex giảm 0,71%, xuống còn 1.934,3 đô la Mỹ một ounce. Viện Huyết Thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới thông báo, ngừng sản xuất vaccine Covishield, phiên bản vaccine của AstraZeneca sản xuất ở Ấn Độ do nhu cầu đã giảm. Tính đến nay, Viện Huyết Thanh Ấn Độ đã sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine Covishin và đây là nhà cung cấp vaccine chính cho chương trình COVAX. Hiện Ấn Độ có 200 triệu liều vaccine dự trữ và có thể tặng số vaccine này cho bất kỳ nước nào hoặc chương trình nào có nhu cầu. Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ cho phép sử dụng Covishin tối đa 9 tháng sau ngày sản xuất. Tuy nhiên, Viện Huyết Thanh của Ấn Độ vẫn đang sản xuất vaccine Covavac của Mỹ. Liên đoàn các nhà sản xuất và Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế cho biết, kể từ giữa năm 2021, sản lượng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu đã vượt nhu cầu, nhưng hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm phòng, hầu hết là ở các nước đang phát triển. Thái Lan sẽ hủy bỏ chương trình Test and Go đối với du khách kể từ ngày 1 tháng 5 tới. Tuy nhiên, chính phủ sẽ có các biện pháp khác nhau đối với du khách đã thực hiện tiêm phòng và chưa tiêm phòng khi nhập cảnh qua đường hàng không. Cụ thể, đối với những du khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không cần kiểm tra COVID-19 khi nhập cảnh. Thay vào đó, du khách sẽ được khuyến nghị tự kiểm tra bằng test nhanh. Những du khách chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn sẽ được chào đón nếu họ xuất trình bằng chứng về xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính không quá 72 giờ trước khi nhập cảnh. Những du khách này sẽ phải cách ly trong 5 ngày và phải làm xét nghiệm PCR khác vào ngày thứ tư hoặc thứ năm trong thời gian lưu trú. Mức bảo hiểm COVID-19 tối thiểu cho tất cả du khách nước ngoài sẽ là 10.000 đô la Mỹ.